Mỗi năm, nước ta cần khoảng 2 triệu đơn vị máu để đáp ứng cho các nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh, dự phòng cho tai nạn, thảm họa, dịch bệnh. Trong suốt 22 năm qua, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ chọn ngày 7 tháng 4 là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, nghĩa cử hiến máu của người cao đẹp đã lan tỏa ngày càng sâu rộng khắp các cấp, các ngành và toàn xã hội. Đối với thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay, thành phố đặt mục tiêu 210.000 túi máu, trong đó bảo đảm túi máu sạch đạt 98%, túi máu 350 đến 450 ml đạt được từ 80% trở lên. Và thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, suốt hơn 10 năm qua có một câu lạc bộ chỉ khoảng vài trăm thành viên nhưng luôn hết mình trong công tác hiến máu cứu người. Dù bất cứ khi nào, hoàn cảnh nào, cứ hễ bệnh nhân cấp cứu cần nguồn máu thì các thành viên của câu lạc bộ máu hiếm trực thuộc Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mặt. Họ là những người mang nhóm máu hiếm RH âm, chỉ chiếm từ 0,04 đến 0,07% dân số. Càng hiếm, càng khó khăn thì những nghĩa cử ấm áp, san sẻ, yêu thương của họ lại càng được thắt chặt hơn bao giờ hết. Tôi tên là Lưu Thị Thành Công, hôm nay tôi 59 tuổi. Tôi là người nhóm máu hiếm mang resist B âm. Tôi đi hiến máu từ năm 2000 đến nay là đã được khoảng 40 lần. Bản thân gia đình tôi cũng có người nhóm máu hiếm và cũng mổ, cũng bệnh, cũng chết. Tôi hiểu được tầm quan trọng của những người máu hiếm vì ít nên mình tham gia câu lạc bộ để mình chia sẻ những người trùng nhóm máu với mình. Mỗi lần tôi hiến máu tôi vui vẻ lắm, tôi cảm thấy hân hoan lắm vì cảm thấy đó là một sự sẻ chia được vì không phải ai muốn cũng được. Nên mình cũng có phước, có phúc lắm mới được sẻ chia. Đi hiến máu thì thực sự nó là tôi không muốn gặp người thân vì để tránh cho người ta cảm giác phải mang ơn trả ơn, mà tôi nghĩ đã bệnh tật thì mệt mỏi lo lắng dữ lắm rồi nên không cần phải mang thêm một chút nữa. Câu lạc bộ máu hiếm từ năm 2001 đã được thành lập thì chỉ có vỏn vẹn là 12 thành viên thôi. Cho đến nay thì năm 2021 thì mình đã có 225 thành viên. Các anh chị từ độ tuổi từ 18 cho tới 60. Cái đợt dịch vừa rồi đó, trong thời gian giãn cách thì nguồn máu của thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi mình cũng đang thiếu hụt. Thì có một cái tài xế lái xe cấp cứu xảy ra tai nạn thì cũng nằm cái máu hiếm. Thì bên bệnh viện cũng gọi về bên trung tâm của mình. Thì khi chúng tôi nhận được cái thông tin này, chúng tôi gửi liền cái câu lạc bộ máu hiếm. Cái lúc các anh chị là cái nguồn máu hiếm này chúng tôi đang cần là 3 đơn vị máu. Chỉ trong chừng 2 tiếng đồng hồ thôi, chúng tôi đã câu lạc bộ máu hiếm đã tới đây tiếp nhận được máu. Vì tình hình dịch bệnh liên ngại cũng khó khăn nhưng người ta vẫn tìm cách để đến tới trung tâm, đến để hiến máu của mình, cứu những cái giờ cái giọt máu mình cứu cho các anh chị đó. Câu lạc bộ này hoạt động bất cứ khi nào mà ngân hàng máu yêu cầu cái nhóm máu hiếm này cho các bệnh viện. Mỗi năm là có trên 200 lượt người là tham gia hiến máu và cũng cung cấp khoảng gần 300 đơn vị máu RH trừ cho toàn thành phố thì cũng đáp ứng tương đối là đủ cho cái lượng máu hiếm cho cái việc cấp cứu điều trị. Có rất là nhiều cô chú đã hiến máu được 20 lần, 30 lần, thậm chí 40 lần. Những người ta cứ nói là tôi hiến máu cho tới lúc nào tôi không hiến được theo quy định của nhà nước chúng tôi mới không hiến nữa. Tôi mong rằng mọi người qua sự chia sẻ này thì mọi người cũng sẽ có một tấm lòng nhiệt tình giống như là tôi cũng tất cả mọi người trong câu lạc bộ hiếm để cho cộng đồng lúc nào cũng mạnh khỏe, mọi người sống có một sức khỏe tốt để cuộc sống càng ngày càng tươi đẹp hơn.